Có lẽ họ nói đúng, nhưng điều gì mới là thật với tôi? Đó là những kỷ niệm đẹp nhất khi tôi được phối đồ cùng mẹ. Và khi tôi bỏ ngoài tai những âm thanh đó, tôi biết những điều truyền cảm hứng cho tôi cũng đang truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Vì thế, tôi luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, thách thức bản thân trong nhiều lĩnh vực. Hơn cả thời trang, tôi muốn mang đến những điều tích cực cho tất cả mọi người. Tôi vượt qua được những thử thách đó, thì các bạn cũng có thể, với niềm tin vào bản thân và công nghệ luôn bên cạnh.